Công an trấn áp cả đại biểu Quốc hội xuống nghị trường. Đại biểu Quốc hội Lê Bình Nhưỡng nói tiếng nói của Phó Ban Dân Nguyện, cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cấp cao mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, giống như thái tử hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hậu, đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ. Lời ông Nghị Nhưỡng, nhưng đó là tiếng nói ai oán của hiện thực đất nước, là tiếng nói phẫn nộ của người dân trước sự hư hỏng đến ngông cuồng, sa đọa đến bệnh hoạn của đội ngũ quan chức nhà nước Cộng sản, phần lớn là con ông cháu cha, được thể chế Cộng sản nuông chiều, o bế và cơ cấu, quy hoạch làm quan, nên không những họ coi khinh nhân dân mà họ còn coi khinh cả pháp luật. Ông Trần Tuấn Anh nếu không phải là con ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, được thể chế nhà nước Cộng sản quy hoạch đặt lên ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương, thì ông không dám và không thể ngông cuồng đến mức điều cả xe mang biển số 80A của chính phủ đến tận chân cầu thang máy bay đón vợ con ông đi chơi xa về. Hơn 200 khách đi máy bay phải đứng chen chân trong máy bay, nhường lối thênh thang cho vợ con ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ra khỏi máy bay, lên ô tô rồi khách mới được ra khỏi máy bay. Bản thân ông Tổng thống, Thủ tướng các nước, giàu có đi công tác cũng không có xe ra tận cầu thang máy bay đưa đón. Rõ ràng ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã không có hiểu biết sơ đẳng rằng người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước để phục vụ dân. Ông không nhận thức được rằng chức phận đích thực và cao cả, vẻ vang nhất của quan chức nhà nước là công bộc của dân. Ông đã tự coi ông như vua chúa ngày xưa, có sứ mệnh cai trị dân, do đó vợ con ông phải được hầu hạ, phải được cung phụng như vợ con lãnh chúa. Một quan nhỏ, chỉ là giám đốc sở một tỉnh nghèo miền núi, cũng có biệt phủ tòa ngang dãy dọc trên mấy quả đồi rộng 1,3 hectare, thì đến vua Vương Chí Sình của cả tộc người Hờ Mông ở miền rừng đất rộng, người Thưa, Hà Giang, nơi thực dân phong kiến cũng không có được. Những ông quan Cộng sản ngày nay có biệt phủ nguy nga trên đất bạt ngàn như vậy, không phải chỉ có một mình ông Phạm Sĩ Quý ở Yên Bái. Những biệt phủ Phạm Sĩ Quý còn có ở khắp nơi trên đất nước này, có cả ở Mỹ, ở Canada, Úc. Hầu như mỗi ông quan của nhà nước này đều là một Phạm Sĩ Quý. Vì vậy, luật pháp nhà nước này không dám đụng đến ông Phạm Sĩ Quý. Cũng không hiếm những ông quan có lâu đài 150 tỷ như ông quan đầu tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung. Cuộc sống của những ông quan và vợ con ở những lâu đài như vậy thì đương nhiên phải hơn hẳn những tri phủ, chánh tổng, thái tử, hoàng thân thời phong kiến thối nát. Một năm chỉ có 365 ngày, trừ những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết, thì số ngày làm việc trong năm chỉ còn hơn 200 ngày. Một năm chỉ có hơn 200 ngày làm việc, mà ông cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bôn ba nước ngoài một năm tới 163 ngày. Những ngày ít ỏi ở trong nước thì ông lại có mặt trong những cuộc vui, tiệc tùng triền miên, khởi công dự án này, khánh thành công trình nọ, khai trương hội chợ kia. Đó không phải là cuộc sống ăn chơi phè phỡn thì là cái gì? Ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng, liền đưa con trai lên bệ phóng quyền lực ở nơi màu mè lớn, nâng bổng cao, ngay trong cái bộ của mình. 22 tuổi vào làm việc ở Ban Đầu tư Tổng Công ty Tài chính Dầu khí. 24 tuổi làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí VPFI. 25 tuổi làm Tổng Giám đốc PVFI. 27 tuổi Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu Bộ Công Thương. 29 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu có, lương cao nhất của Bộ Công Thương, Tổng Công ty Sabeco. Đó không phải là lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ thì là cái gì? Sự lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén đủ thứ đang diễn ra ngang nhiên, rầm rộ trên diện rộng từ bộ máy nhà nước trung ương đến tận chính quyền phường xã. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến rải con cháu họ hàng chiếm ghế quan chức trong tỉnh, nếu không phải là sắp xếp bộ máy toàn cánh hậu, đệ tử thì là cái gì? Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, nói tiếng nói của dân, nhưng quan chức đảng và nhà nước tràn vào, chiếm hơn 90% ghế quyền lực của dân. Chỉ còn vài ghế quốc hội tượng trưng dành cho dân. Vì vậy, khi ở nghị trường, có tiếng nói lẻ loi của dân động đến hư hỏng, tội lỗi của quan chức trong bộ máy nhà nước, thì quan chức nhà nước đang diễn vai diễn đại biểu của dân, liền vứt bỏ râu ria áo mão cân đai của vai diễn, để hiện nguyên hình là quan chức nhà nước độc tài cai trị dân,
trấn áp tiếng nói của dân. Ông Nghị Nhưỡng, phó ban dân nguyện quốc hội, mới chỉ nói lên một phần ngàn bức xúc của dân về sự ăn tàn phá hại của bộ máy quan chức nhà nước độc tài, thì ông Nghị Nguyễn Hữu Cầu liền vứt bỏ vai diễn đại biểu của dân ở nghị trường để trở về ghế đại tá giám đốc công an tỉnh và biến nghị trường thành cái phòng hỏi cung, rằng tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu hỏi thôi, hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho quốc hội biết, nói cho đảng biết, đảng nhà nước sẵn sàng xử lý. Nếu không, người ta cứ nghĩ đất nước có một màu tối, tôi thấy không đồng tình. Đến đại biểu quốc hội mà còn bị trấn áp như vậy, còn bị truy bức ngay giữa nghị trường như vậy, thì dân đen sống trong nhà nước độc tài, xã hội công an trị còn bị giày xéo khốn khổ đến mức nào? Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị báo chí bịt miệng. Phát biểu của đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại phiên thảo luận kinh tế xã hội hôm 30 tháng 5 vừa qua đã làm dậy sóng nghị trường. Ông Nhưỡng đặt câu hỏi vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh nọ, ông quan huyện kia. Điều đó là do họ không còn niềm tin với các vị được gắn mác là cán bộ công chức đó. Nghị Nhưỡng nói tiếp, cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hầu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí là cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ được. Ngay sau phát biểu của ông Nghị Lưu Bình Nhưỡng, ông Nghị Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An phản bác luôn. Cuộc tranh luận này đã được báo Tuổi Trẻ và các báo khác tường thuật. Rất tiếc là các bài báo đã bị gỡ xuống không lâu sau đó. Không riêng gì báo Tuổi Trẻ mà tất cả các báo khác đều gỡ bỏ bài viết cùng chủ đề như đại biểu quốc hội tranh luận căng chuyện cán bộ ăn chơi phè phỡn, theo báo Dân Trí. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tranh luận với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về cán bộ xa hoa. VOV. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, tôi hỏi đại biểu Nhưỡng có bao nhiêu quan chức phè phỡn? Dân Việt. Các bài đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, VTC, Kiến Thức, Soha, tất cả đều bị gỡ bỏ. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nghị Cầu cho rằng phát biểu của Nghị Nhưỡng làm cho cử tri hiểu sai. Nghị Cầu nói, đại biểu Nhưỡng nói rất chung chung, không có một cái gì là cụ thể hết. Tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu hỏi thôi. Hiện nay có bao nhiêu quan chức đang đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho quốc hội biết, quốc hội sẵn sàng xử lý, đảng và nhà nước sẵn sàng xử lý. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng quan chức sống xa hoa đi nước ngoài ăn chơi, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu có bao nhiêu người? Sau khi đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có những phát biểu về những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ, ông Nguyễn Hữu Cầu liền giơ biển tranh luận và đưa ra một câu hỏi không dễ trả lời. Nói điều này tôi chấp nhận rất động chạm. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều ngày 30 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng khi nói đến tồn tại, hạn chế, vấn đề đều tập trung ở công tác cán bộ và trong báo cáo của chính phủ đã đánh giá vấn đề này. Ông đồng tình với vấn đề chính phủ đặt ra khi khẳng định kỷ luật kỷ cương, thực thi công vụ ở một số cơ quan chưa nghiêm, đánh giá cán bộ như thế này là rất đúng, ông Nhưỡng nói. Tuy nhiên, theo ông Nhưỡng, đánh giá về công tác cán bộ của chính phủ cần phải sâu hơn và khi so với báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì chưa đưa thành mục riêng. Tôi thấy đại biểu quốc hội đề cập rất nhiều vấn đề, vì sao ma túy tràn lan, số lượng lên đến hàng tấn, vì sao cử tri nhân dân không yên tâm, không nguôi bức xúc và yên tâm về thi cử, không nguôi bức xúc với việc quyết định, kết luận, phát biểu một số cơ quan đơn vị, cách xử sự của cán bộ chúng ta. Vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh, ông quan huyện kia. Điều đó là do không còn niềm tin với vị được gắn mác cán bộ, công chức đó. Cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như chúa rừng xanh, như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy, toàn cánh hậu, đệ tử, sống xa hoa, thậm chí là cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách. Thử hỏi làm sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng, ủng hộ, ông Nhưỡng nêu rõ. Ông bày tỏ sự chia sẻ với Thủ tướng, một số bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo một số địa phương hết lòng với công việc,
lo lắng tự đặt ra áp lực cho bản thân và cơ quan đơn vị để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng rất chia sẻ với bức xúc của người dân, doanh nghiệp, cũng như cán bộ công chức có lương tâm, trách nhiệm, vì họ bị một số cơ quan cán bộ công chức hành lên hành xuống, gây khó khăn, tìm cách tiêu diệt để phục vụ nhóm lợi ích. Tình trạng trên bảo dưới không nghe còn rất nhiều. Những gì tôi chuyển đến Thủ tướng, các cơ quan hữu trách chiếm một số lượng rất nhỏ trong số những đơn thư cử tri, nhân dân bức xúc gửi đến, ông Nhưỡng nói. Theo ông Nhưỡng, gần đây, người dân lo ngại nhiều về nạn bạo lực, xâm hại học sinh, gian lận thi cử, tăng giá điện. Có bộ trưởng nghiêm túc xử lý vấn đề đại biểu đề nghị. Ngược lại, một số rất hình thức qua loa. Với đại biểu của trên 90 triệu dân còn như vậy, thì với người dân thấp cổ bé họng còn biết trông cậy vào đâu. Có vô vàn vụ việc mà liếc qua thấy bất cập trong giải quyết mà nguyên nhân chính là do cán bộ thiếu lương tâm, trách nhiệm, thiếu liêm chính gây ra, ông nhấn mạnh. Vị phó ban dân nguyện của Quốc hội cho rằng muốn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, muốn nâng tầm vị thế đất nước cần tập trung vào một số vấn đề. Cụ thể, Quốc hội tổ chức giám sát chất lượng cán bộ và chính phủ cần báo cáo mục riêng đánh giá về tổ chức, công tác cán bộ, mức độ tuân thủ của các bộ, ngành, địa phương trình Quốc hội kỳ họp sau. Đồng thời, rà soát sắp xếp đội ngũ đã đang bổ nhiệm, tổ chức bộ máy trên cơ sở chọn người tài, có đạo đức, kiên quyết xử lý, loại bỏ cán bộ tham nhũng, chạy chức chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm sai. Ngăn chặn người thiếu năng lực, phẩm chất vào bộ máy để tiếp tục làm khổ nhà nước, làm khổ nhân dân. Đề nghị Thủ tướng, các trưởng ngành quan tâm bố trí người có phẩm chất, chuyên môn cao để xử lý đơn thư kiến nghị đại biểu Quốc hội gửi tới. Đề nghị cán bộ công chức sai phạm không được nhân dân tín nhiệm. Dự luật lên án nên tự xử bằng cách từ chức để gỡ lại một chút danh dự, không nên tham quyền cố vị khi người dân không còn tôn trọng nữa. Nói điều này, tôi chấp nhận rất động chạm, nhưng vì lương tâm trách nhiệm, đại biểu Quốc hội trách nhân dân, tôi xin phép chịu rủi ro này, ông Nhưỡng nhấn mạnh thêm. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn nước ngoài? Sau khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đại tá giám đốc công an Nghệ An đã giơ biển tranh luận. Ông Cầu không tranh luận ngay mà nói, khi giơ biển lên tranh luận, mong Quốc hội cử tri thông cảm về việc tại sao lại hay tranh luận với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ông nói khi nghe bài phát biểu của ông Nhưỡng, ông thấy tôi không nói lại thì cử tri họ hiểu sai. Với đại biểu Quốc hội, tôi thấy rất nhiều người cười, nhưng tôi không đồng tình. Tôi không cổ suý cho bất cứ ai sai phạm hết. Đảng, nhà nước xử lý rất nghiêm minh và cử tri rất nghiêm túc trong vấn đề xử lý. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói một cách rất chung chung, không có gì cụ thể và tôi xin hỏi một câu thôi. Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn nước ngoài như quan lại ngày xưa? Đề nghị đại biểu nói rõ cho Quốc hội biết, Quốc hội sẽ sẵn sàng xử lý và Đảng, nhà nước sẵn sàng xử lý những cán bộ như vậy. Nếu không, chúng ta cứ nghĩ đất nước có màu tối. Tôi thấy không đồng tình, ông Cầu nêu.